Xin chào tất cả các bạn nhé, mình là Sơn đây. Mình được nhận rất nhiều câu hỏi của các bạn là anh ơi, anh hướng có thể hướng dẫn cho em là cách nắn cột sống lưng tại nhà được không ạ? Thì đây mình sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cái cách làm sao mình tự nắn cái cột sống lưng tại nhà nhé. Mọi người sẽ hãy theo dõi video của Sơn nhé. Bước 1, để tay lên đầu, gối tay lên đầu. Bước 2, nằm nghiêng, để chân như thế này, để chân như Sơn nhé. Đấy, để chân xuống đây. Tay còn lại đặt ở phần thắt lưng. Thắt lưng khu vực là 5m1 nhé. Thì cũng làm cho combo quen thuộc của Sơn. Hít sâu, thở ra, thả lỏng. Đấy, mình kéo căng ra này, kéo căng ra. Và đẩy mạnh này. Đó. Chúc mọi người thành công nhá.